Lại lại đặt tiền đi trời. Đặt tiền đi. 50 thôi nha. Tốn 50. Tiếp nha, xem góc 50 nha. Không bảy, đặt tiền không bảy. Đây là mày đuôi hả mày? Mày sao viết cái gái bài hết chứ à? Đặt có 10 ngàn hả? Bài tao xui tao mới đặt cho tao đặt chứ. Nè là cái 100 đó mày. Chia đi. Chị dắt. Nãy giờ thua quá rồi. Chị nói bài tốt tao mới đặt nhiều được chứ. Gì vậy? Ông hốt cái kiểu gì vậy? Cái nè, tao để cái này đôi này nè. Trời ơi, ông lẻ giùm tôi cái đi ông. Ta xong hết trơn rồi kìa. Biết à, rồi. Ơi, trời ơi, ông lặng nào cũng lâu cũng bài có ông. Ba khé ba nơi rồi để xuống đại rồi đi. Bà tao xấu rồi, tao tự tao bên chứ. Trời ơi, thiệt đã. Tại gì? Đợi ít luôn con này. Ba khé ba nơi nè. Trời ba ơi. Ba sợ lập. Ông xui quá ông nội ơi. Sáng đi dòm mấy con nhỏ mà y tá làm chi cho xui dữ vậy. Trời ơi, xui mà được cái đổ thừa bảy à, này. Cái ăn hết, cù lũ, cảnh, chết ba đầu. Ông xui quá ông ơi. Để từ bà ơi, kể tao chơi đỡ ghiền. Nhưng mà ông làm ơn binh lẹ đi chứ ông cầm binh chút xíu nữa ông ấy rồi tôi ké nha, tại tôi ké tôi kêu sao nghe vậy nha. Tao lớn tụi ông thấy đường, từ từ tao binh chứ. Tại mấy đường nó chỉ đặt 20 luôn á mày. Mày ké 100 không? Ké 100. Chia đi. 50 nha. Ông lúc lên lúc xuống kỳ quá. Rồi kệ đi. Quá. Cần nhằn đạp chết cha giờ. Trời ơi. Nói. Được chưa? Đưa đây. Cái gì vậy? Đưa đây cho bên cho. Ông làm cái gì binh cũng lâu. Có gì đâu mà. Ủa đứa tao mà tao đang ghiền mà. Ghiền cái gì ông làm không được gì hết trơn. Ghiền cái gì? Nè ta nè. Thấy không? Đường của ông ta nè. Thấy chưa? Đó, thấy không? Rồi. Trời, hai ông này lâu ghê, hai ông này cũng bại em mà. Bán, quýnh vậy là quýnh giờ thua nó liền luôn. Ông làm cái gì vậy? Tao quýnh vậy là thua nó. Lại lại ông ấy hết giờ rồi. Từ từ vậy. Quýnh vậy, quýnh từ từ thua nó thôi chứ. Bởi vậy ông hồi sáng cũng bị đặt đi coi giờ mấy nhỏ đó chi. Thôi đừng có nói bậy, bậy tới tay bả chết tao coi bậy. Chết gì chút xíu tôi mét à. Dở bà luôn đi. Trời ơi, ông chậm gì mà. Dính dính sảnh đây. Sảnh đang khóe. Ồ, ăn hai nhà, thua nhà. Ăn quậy hả mày? Hên thôi. Trời ơi. Ok chờ. Anh ba con gái à. Cả đi. Thôi dẹp tôi không ké gì ông nữa chân á. Ừ. Bye bye. Chú ghen. Ê ăn xíu nhỏ mày. Không quen đúng không? Ừ. Mấy con mất dạy mất đường cái đũa chơi nó mệt lắm. Đi không? Đi đánh không? Giả mặt mị giờ. Rồi về rồi giờ đặt nhiêu? Khả láng, nào muốn đặt nhiêu ta chung nhiêu. Thấy mặt nè là ăn tiền. Vậy là có bao nhiêu là ăn nhiêu phải không? Cái sao? Lên trăm. Kênh. Chia tay dẻo ha. À, chia nghiệp mà. Biết bánh bài hồi 14 tuổi thế giờ. Thì sao binh chậm vậy? Lớn tuổi mày không thấy đường mày. Bài xui quá nãy giờ ba khóe ba nơi với cái sảnh hoài không thấy hả? Nói nữa rồi. Nói gì? Nói gì? Xui nữa rồi. Bài không có gì hết trơn á. Bài vậy hoài đánh sao chịu nổi. Tiền giờ tiền kho chịu không nổi nữa. Binh không được luôn rồi trời. Rồi xong rồi nha. Từ từ. Nè ông Bảy ơi. Tụi bay xong hết chưa? Xong rồi. Mày đặt nhiêu hả? 300. Đặt cái dưới mày. 200 con này. 600. Trời ơi mày đặt dữ vậy. Thì nãy ông nói mà cái nào có mặt đặt tên. Bài tao. Ý.
chết cha, nãy giờ ông thấy Mậu Binh. Cho kệ vậy. Kệ vậy. Sao ông la bài ông nhỏ? Bài nhỏ để tao thấy con hai, mày coi bài tao không có gì, không có con hai loại được tao rồi. Vậy vậy ông điếm vậy? Điếm gì? Khỏi có khiêu. Khỏi có khiêu. Kỳ này không có ai ké hết trơn, cái một mình tao hưởng chọn không có khiêu. Đây đây này. Tất cả ngồi yên. Lấy tiền hết. Mời bốn anh về phường làm việc. Nè 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 nè. Đang nói chuyện định đi nữa hả? Con cái ở nhà không lo tắm rửa rồi đút cho nó ăn. Tính đi đâu vậy? À thì tôi tính tính cà lâm hả? Đâu? Thì tôi đi qua nhà cô tôi ú có công chuyện chút xíu. Làm gì dữ vậy? Mà nè, ở nhà tắm rửa đút với nó nhỏ ăn mình tôi nghe. Ê khỏi khỏi, vụ hả? Đứng lại đó. Tôi không phải lo. Ê, mày còn trẻ mà biết điều không? Mày thấy người ta già đứng sau lưng không? Lâu lắm mới thấy người biết điều. Gì mày? Đi đâu đây? Đi hiến máu. Già rồi còn máu đâu hiến? Không có, sắp hàng sáng giờ không có mày. Nè, còn một chút xíu máu để dồn vô cái mỏ dưới để sống với người ta nghe không? Khỏi tém. Tém vô nhìn nó chù chù ra giống cá lắm, biết không? Đừng có giỡn mặt nha. Biết điều không? Điều sao? Là sao? Không đãi đứng dậy được rồi, tự nhiên nhường mai đất. Dạ gì đâu. Quay, đi đâu đi? Tập hàng ở đâu? Ra phía sau xếp. Tao đứng rước luôn. Muốn nói không? Ông già! Cái đâu gì mày? Gì? Cái tôi đang bôi người sang luôn hay sao đây? Quay! Tới đi ra! Mày xin chào mày! Đâu ông nội? Ra sau! Ra sau luôn đi! Rồi đợi ngày mai đi! Ủa vậy tao chừng nào tôi nói tao? Tới sáng! Trời ơi! Rốt cuộc rồi đứng xuống cái chót! Nhẹ. À, anh đâu phải heo đâu mà em rút cho mạnh vậy. À, máu của anh là nó đặc biệt lắm, em phải rút từ từ nó mới ra, nó mới dịu dàng được. Máu anh máu dê mà. Em cứ rút thoải mái đi, rút chừng nào hết máu dê thì thôi. À, trời ơi trong mặt quá. À, rồi, đó, em phải rút từ đây cho đến trưa cũng được nữa. Rồi, cứ rút từ từ đi. Xong rồi anh đứng người khác. Ủa cái gì nhanh vậy? Dạ hết giờ rồi. À, ôi chà. Ha, anh còn bên nữa em cứ rút luôn đi không sao. Dạ đứng người khác anh. Vậy mai em tới nè. Dạ ok. Ôi chà, trời xây xẩm mặt mày quá. Đi hết nói. Người tiếp theo. Hên quá, tới mình thì vẫn còn, sắp tới à. Ủa, sao mấy cụ dọn đồ đi đâu vậy? Hết giờ rồi chú ơi. Gì?
còn người cho hiến máu luôn đi. Không được, tới giờ cho người ta nghỉ trưa ăn cơm rồi, đầu giờ tới nha. Trời ơi, đầu giờ tới nữa. Wow. Wow. Ủa sao đầu giờ mấy thằng này không lợi ta? Thấy ai chơi trọi vậy? Bác vô đi bác. Thôi được rồi. Bữa khác. Em thích heo con đấy anh. Bữa nào anh sẽ tặng cho má em hai con heo con dễ thương lắm, cái mỏ anh dài hơn mỏ anh nữa, dễ thương. Trời ơi, không ngờ ông nội này ông già mà còn bị điếc nữa chứ. Ủa nó nói gì tôi vậy? Có nói gì đâu, con nói chú xấu y như con gấu đang ăn phá lấu trong chuồng cá sấu. Ủa má em thích nhạc quà tấu hả? Con nói chuyện với chú con bó chiếu luôn đó. Thôi mình không ăn hủ tiếu đâu. Hủ tiếu cái đầu chú đó. Hả cái gì? Con nói chú bị điếc, nghe không? Sao không nghe? Em nói à, má em thích coi xiếc chứ gì. Trời ơi, cảm giác mạnh nha. Đi coi xiếc mà, rồi anh sẽ mua cho mấy vé. Ông Trớt đâu đây? Ông Trớt đâu? Cái gì? Con mèo sao? Mèo gì? Mèo nè. Mèo gì? Trời đất ơi, không mèo gì hả? À, ông vừa phải nghe ông nha. Ông vừa phải đó nha. Con mèo của tôi mà. Mèo là mèo của ông. Mèo của tôi. Mèo của ông đó ở nhà ông. Ừ. Còn con mèo đó ở nhà tôi là mèo của tôi chứ. Ê, trời sớm không ăn ngang nó ngược phải không? Con mèo là tôi nuôi nha. Nuôi nào? Nuôi ba bữa rồi đó nha. Trời ơi, mèo nào mà nuôi ba bữa? Con mèo này rõ ràng là con mèo nhà của tôi nha. Ông bị đặt, ông ăn cắp con mèo của tôi qua đây là ông nuôi hả? Ông nói mèo của ông hả? Ông nói đừng có nói dùng tự ăn cắp ở đây nha. Anh em ở chung xóm với nhau đừng có nói tự ăn cắp ở đây nha. Chứ sao? Ông nói ăn cắp là có chuyện với tôi à. Có chuyện rồi sao? Có chuyện tôi rồi sao? Tôi có leo qua nhà ông, tôi bắt con mèo hôm nay ông tôi ăn cắp. Vậy chứ tại sao con mèo tôi nằm đây? Con mèo đó bệnh nó nhảy qua đây. Nó nhảy qua ở nhà tôi. Thì tôi nuôi nó là mèo của tôi. Ê. Ăn ngang nó ngược phải không? Ăn ngang nó ngược phải không? Cái gì vậy? Ăn ngang nó ngược phải không? Ngược là sao? Nó cắt nghĩa đi. Cắt nghĩa cái gì? Con mèo tôi nhảy qua bên nhà anh thì anh phải bắt con mèo của tôi, anh đem lại anh trả tôi. Tại sao anh giữ nuôi là sao? Ủa vậy? Vậy chứ hôm đó con gà tôi chạy qua nhà anh đó. Tôi qua tôi bắt gặp anh nhổ lông con gà. Anh làm thịt vợ chồng con cái anh ngồi ăn. Tôi hỏi anh con gà này gà của tôi chạy qua. Thì anh nói là con gà ở nhà anh là của anh. Ai nói? Thì ai biểu con gà của ông ngu, con gà nhảy qua bên nhà tôi rồi sao? Nó qua nó ỉa tùm lum la cho tôi bực, tôi làm đúng chứ sao? Ủa vậy chứ con vợ tôi nó qua bển là cũng là vợ anh luôn hả? Thì đúng. Ê cái gì? Hả? Anh nói cái gì? Không. Tự nhiên vợ ông là vợ ông chứ tự nhiên vợ ông là vợ tôi là sao được? Bây giờ con mèo ông nhảy qua nhà tôi đó, coi là coi vợ của tôi. Bây giờ nghe nó ngược phải không? Được sao? Bây giờ muốn cái gì? Bây giờ muốn gì phải không? Đi lên trên xã liền. Sao đi lên xã liền? Lên xã. Tôi thưa anh cái chuyện là anh bắt con nhốt con mèo tôi để anh làm vật nuôi riêng. Vậy tôi hỏi anh nè. Con gà tôi đó anh ăn rồi. Thấy không? Còn con mèo này còn nguyên nè. Dẫn lên xã đi. Có ai đền cho biết. Đi lên xã tôi. Đi. Rồi, khỏi. Nhưng mà tôi nói một lần nữa là anh phải bắt con mèo trả lại tôi. Nói thiệt với anh á. Sao? Trồm sớm với nhau. Mình giải quyết cho ôn hòa thôi. Giờ sao? Giải quyết ôn hòa hả? Không có ôn hòa, ôn gì ở đây trơn. Ôn dịch cái gì hết. Tôi nói cho anh biết nha. Nè. Bà. Nhỏ. Thấy không? Đó. Từ nhỏ đến lớn. Giờ. Đó. Dám đụng tới mày không? Muốn đụng tới mày là phải bước qua sát đây. Đó. Thôi. Cái vụ học võ của anh á. Hay là tạ đó. Anh nói với gia đình anh hay xã hội á. Còn ở túi không có thành vấn đề. Giờ mà anh em muốn giải quyết ôn hòa với nhau không? Ở sớm thôi. Bây giờ tôi ra điều kiện nè. Rồi nói đi, điều kiện sao? Bây giờ tôi đánh anh 3 cái. Anh đánh ngược là tôi 3 cái. Ừ. Đánh chừng nào á
một người gục xuống á là con mèo sẽ trở thành một người chiến thắng. Là có nghĩa là hễ ai thắng là người đó được con mèo. Được con mèo. Ê, dù thì được à. Hả? Ừ. Rồi, bảo mày. Sao, gì? Đâu, cái gì, mới, mới đánh, thôi. Đánh nhẹ mà đau gì? Đó không, mới đánh nhẹ mà đau gì? Đó, bây giờ nè. Vậy là nếu mà bây giờ thể mà anh gục, tôi mà vẫn còn đứng yên là tôi được quyền đem con mèo về. Đem con mèo về? À, mà rồi. Tôi đánh anh gục là tôi, cái mèo là của tôi à. Rồi, à, vậy đi. Bây giờ tôi đánh anh ba cái trước. Ok, mà đánh đâu, đánh đâu? Tôi muốn đánh đâu, tôi đánh vô bụng nè. Rồi đánh bụng phải không? Đánh vô bụng anh ba cái. Rồi. Rồi anh đánh vô bụng tôi ba cái, đánh vô đầu gục thôi. Rồi, từ đây rồi. Đánh trước. Tôi đánh trước. Tôi là chủ nhà này, tôi đánh trước. Rồi đánh đi. Ừ. Khỏi ờ vậy đó. Đánh nha, chuẩn bị nha. Anh lấy cái tay rộng rộng cho tôi đánh mới được. Đó. Tôi đang rộng mà. Ừ. Chưa đánh nha, cái này mới để vô kiếm cho đầu tôi để vô nha, bao tử đâu. Ừ, đây phải không? Nhóc. À. Rồi chưa? Tôi đánh nha. Một cái. Chịu nổi không? Không chịu nổi thì về đi. Được, được, được. Còn được. Lấy cái tay ra. Để gồng cái. Hai cái. Hai cái. Trời. Sao thua chưa? Vô nổi cái nữa không? À. Ừ. À. Không có học võ nè. Rồi, gục rồi. Knock out rồi chứ gì? Chưa nha. Hả? Chưa nha. Thôi chịu thua đi, vẫn để dẫn mèo tôi nuôi. À, chưa gục. À, rồi sao? Giờ tôi đánh nè, tôi anh đánh ba cái rồi đúng không? Ờ. Giờ tới anh đánh là tôi ba cái chứ gì? Đúng rồi. Khoan để tôi làm phép làm bồ quá. Giống khỉ múa quá. Rồi, gồng ha. Dạ. Khoan. Cái gì vậy? Thôi anh dắt con mèo về đi, coi như tôi thua rồi. Ê. Tôi thua, dắt mèo về đi. Ê, chơi kì vậy. Coi như tôi gục đi, gục đó. Anh dắt mèo về đi, tôi thua rồi. Đi dắt mèo nó về đi. Ây da. Ôi. Mạnh quá thiệt. Mạnh quá. Anh nhớ nha. Ừ, tạm biệt nha. Anh đừng để con vợ anh qua bên nhà tôi nghe chưa. Ừ. Đi con. Đau không? Đứng gọng đánh thử đau không? Ờ vậy thôi, về đi. Ôm có con mèo rồi về đi, người chiến thắng mà. Người chiến thắng hay quá. Người chiến thắng. Nãy nó biết vậy, nó đánh trước, đánh vô trong ngay trong cái mỏ. Ăn con gà mà bị ba cú đấm cũng vừa lắm. Sài Gòn tiền bao hy vọng, tôi lên Sài Gòn để được thành công. Tôi ở dưới quê mới là. Ở dưới quê mới lên, tôi ở dưới quê mới lên. Nhìn xe hơi nó đi, tôi tưởng con trâu nó phi ấy 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 ấy. Từ vùng quê mới lên, tôi không biết gì. Tôi ở miền Tây quanh năm bên ruộng đồng, hôm nay lên Sài Thành tìm kế sinh nhai, mong ngày mai sẽ được như bao người, xe hơi nhà lầu áo quần bánh như ai. Người dân quê tôi coi tôi là chàng khờ,
tôi cảm thật đó, nhưng mà có lắm người thương. Thương tôi vì tính tôi ngoan hiền, thật thà chất phác như cô bác quê mình. Mùa xuân ai đi hái hoa, còn em đi nuôi dây trè. Em không lớn được nuôi em khỏe, em không lớn được nuôi em ngoan, cũng bởi vì cô quá yêu thương. Chà, mới đó mà đã năm hả? Tối nay là cúng giao thừa rồi. Công nhận thời gian nó trôi qua lẹ quá. Nhiều khi thời gian mà nó đi mà níu khéo không kịp luôn á. Thôi, chuẩn bị đi. Để tối cúng chứ nhiều khi lây hoay đủ chuyện hết, không nhớ gì hết. Làm như nó thiếu thiếu gì vậy? Bà ơi! Cái gì ơi? Biểu, ra biểu. Cái gì mà kêu réo ôm sòm mà Tết nhất tới nơi mà ông cúng kiến gì mà còn thiếu đây nè? Thiếu thì đang bà coi tivi tin tức hay muốn chết luôn hả? Cái gì mà hay, tối ngày coi tivi, bà ôm tivi bà ngủ mà coi nó. Trời ơi, ông không biết nha, Tết này tivi nó chiếu tin tức, nó nói hay lắm ông nói ơi. Gì? Nói về tai nạn giao thông, đụng xe chết chóc, tôi nói má. Nên. Tôi chọn cái bà khỏi ăn Tết luôn nha. Tết nhất đến nơi á, không? Ông bà mình thường kỵ mấy cái chữ mà máu như chết lắm, không? Ví dụ chữ máu á, bà ông được nói máu. Bà phải nói là quyết. Quyết? Ừ. Thôi quyết ghê sợ lắm. Ghê. Máu với quý mình từ quyết nó dễ thương hơn, hiểu không? Lắm, còn không lắm. Mà bà nói đại siro thuốc đỏ cũng được. À vậy hả? Ừ. Trời ơi. Cái gì giao thông gì chổng? Giao thông nó tai nạn á, đua xe à, rồi đụng nhau à, rồi lấn đường à, chạy ẩu. Chạy ẩu nó đụng. Rồi nó hai đứa nó tông nhau, té ngửa máu me đầy. Nó té ngã quyết đầy là được rồi. Quyết à? Ừ. Thôi quyết ghê quá. Quyết ghê thì mà nói là thuốc đỏ té ngã, thuốc đỏ siro đầy là được rồi. À vậy phải không? Ừ, tôi biết rồi. Nói chung cái câu chuyện nãy giờ bà coi trong tivi á, à, thấy không? Bà ra bà kể tôi á là tai nạn giao thông. Đúng không? Quyết, siro, thuốc đỏ, té ngã. Té ngã. Đưa thằng đó vô bệnh viện bị thương thôi đúng không? Bị thương thôi chứ không có chết. Hả? Nên. Trời ơi, Tết nhất đến nơi là không được nói chết. Bây giờ cái từ chết bà sửa giùm tôi cái từ mà ngấm của tỏi, hoặc là ngấm củ đeo, hoặc là xuất cảnh lên cảnh giới. Được chưa? Được. Được chứ ha, lên cảnh giới, ngấm củ đeo. Ừ. Là ngấm củ đèo á. Củ đeo. Bà vô bà lo, dọn dẹp nhà cửa đi, nhanh lên. Trời ơi, sao mà khó khăn quá hả? Khó cái gì mà khó? Cái gì cũng từ từ, khó vừa vừa thôi, khó quá. Bà, để người ta vô ta xem tivi. Đi vô đó ôm cái gì ngồi đây? Khó quá à. Tết nhất mà gặp cái bà này là mệt. Bực bội. Rồi bà đem ra đây còn thiếu gì nữa trời. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 món, 7 món. Làm như nó thiếu thiếu gì nữa. À, hình như là thiếu bộ Tam Sơn hay sao? Không hết hồn. Kỳ vậy? Có gì đâu kỳ. Người ta hù hết hồn giật mình chứ. Nhưng mà tao không thích hết hồn. Không, nhưng bây mà giờ cái, đây là ban ngày. Cái lực không? Người ta gì hù là quá giật mình. Hù là quá giật mình. Ừ. Ê, mày lòi hồi nào vậy? Hả? Tao thấy bình thường mày men lắm mà. Sao bên đây sao mày lòi nguyên cái bong bóng rồi? Thôi, cái gì? Thôi giật mình đi. Giật mình phải không? Ừ. Ừ, thì tao qua làm lại. Ừ. Rồi, hai, vậy nha. Ba. Làm như nó thiếu thiếu gì đó. Hết hồn, con trùm mới chạy ngang. Mày vừa lòng chưa? Hả? Hả? Vậy cũng hơn diễn dở quá. Diễn dở cả đâu. Ủa? Tao nhớ tao khóa cổng mà. Sao mày vô được vậy? Đôi, mày làm hồn cái mày hù hùng, tao huốt theo mày luôn à. Leo rào vô. Mày đâu đây? Trời ơi, mùi rượu không? Hôi hèm quá. Chưa đến Tết mà mày nhậu sớm quá vậy? Bữa nay là cúng 30 mà. Thì đúng rồi. Bữa nay cúng 30, ta chuẩn bị đồ để tối nay ta cúng nè. Tết á
kể từ ngày mà rước ông bà về đó là tôi dậu cho tới đưa rước giao thừa luôn. Trời ơi, nghĩa là cúng giao thừa xong tôi chưa xỉn nữa đó ông. Trời ơi, tủ lượng dữ vậy hả? Trời ơi, nhầm nhỏ gì, tôi nói ở xóm này không ai uống lại tôi hết trơn. Ông cúng gì đây? Thì có ta chuẩn bị đồ cúng để tối nay ta cúng giao thừa. Tối thì ta bưng ra, còn sớm thì bưng ra làm gì? Ê, chuyện gia đình của tao nha mày. Hả? Mày không được xí cho chuyện gia đình tao, tao muốn làm gì kệ cha tao đâu mất mới vậy mày. Ai dạy ông cúng nè? Gì? Ông bà dạy với ai dạy? Coi coi. Sao? Ông bà nào mà dạy ông ác dân thất đức rồi nè, muốn cho ông ở tù hả? Sao ở tù? Công an khu vực thấy là bắt ông ở tù. Bảy tập bạ. Ở tù muôn đời. Mày nói có huôn mấy tết nhưng mà nó ở tù một công an muôn đời. Ừ. Là sao? Mày nói giải thích tao hiểu thôi. Tôi hỏi ông tết người ta cúng cái gì? Thì cầu vừa đủ xài thôi. Tại sao có cái này? Thì ta thích đỏ cho nó không khí tết. Đỏ cái gì? Ông để cái này vô đó là công an khu vực sẽ bắt ông là cái tội nè. Cầu chôm dừa đủ xài là nó ông ăn cắp á. Hay quá ta. Ông đi chôm đồ người ta đó chứ gia đình ông xong đó hả? Tôi là người có học mà, người lớn nói cho ông biết rồi nha. Đúng rồi, mày là người lớn. Ê tao đẻ mày đã được cho mày. Tao tự nhiên mày nói mày người lớn. Tôi có học. Ủa có học cái con khỉ. Mày muốn sai vô mày nói cái gì nói hả? Nói gì nói, ông mày... dám để không? Để tôi kêu công an không giật vô. Để từ từ. Tôi nói gia đình ông chôm dừa đủ xài rồi. Trời nói góp ý thì tao bỏ. Bỏ ra. Không chịu tao bỏ này vô. Mày nữa. Cái gì bậy? Lân tuổi bậy hoài. Cái gì bậy? Cái này nó cũng màu đỏ không khí tết vậy. Nhưng mà cái ý nghĩa nó khác. Ý nghĩa gì? Ông để vậy là những người có học là dòm ông thấy ông là lớn tuổi rồi mà bậy bạ. Sao bậy? Cái này là cầu lông vừa đủ xài thôi. Cầu lông, cầu lông. Mày nói tao muốn rụng rụng lông hết nè. Thấy chưa? Con gà nó nghe nó còn gáy nữa. Ngày mai mùng 3 là mày đi đời rồi con. Đi con khỉ. Gà tao thích nhất tao nuôi nó, tự nhiên đi đời là gì mày được. Chỉ có mày vô chôm nó mày cắt cổ nó thôi. Mày thứ ác lắm. Này thôi, bây giờ cầu lông không được thì thôi bỏ. Đề nghị bỏ. Đó. Thôi đây, nó đồng ý đi. Gái mà. Là nó đồng ý á, hiểu không? Đó, giờ bỏ lại lên đẹp không? Trời ơi trời. Cái gì trời nữa? Chưa thấy cha già nào bảy bả bằng cha già này á. Ê trớt, tao quê mày nhiều lắm nha trớt. Gì? Mày góp ý thì tao có cái gì tao để đó nhà tao gia đình tao. Tao có gì tao cúng cái đó. Ha? Cúng cái gì? Ông cúng tao bậy không à? Sao bậy? Cái này là người ta gọi là cầu dừa đủ tét. Ông muốn gia đình ông tét bét hết ra. Ông cúng về là gia đình ông tét bét hết ra. Đệ nghị bỏ xuống luôn. Gì kỳ bậy? Cái này là gia đình tao, tao muốn cúng về cúng mất mới đến mày vô mày làm rần góp ý. Ông thấy cái này màu đỏ không? Màu đỏ. Đỏ là máu. Mày tết nhất ở nơi nhà mày, hết con vợ tao giờ đến mày với mày. Mày, tao cấm mày, không được nói chữ máu. Chứ máu nói gì? Nói chữ quyết cho dễ thương. Tiết canh. Tiết canh hả? Tiết canh được. Mày cũng có sát tạo. Tiết canh. Không có cúng cái này được. Tại sao? Màu đỏ là không có được để lên tiết canh. Hiểu chưa? Hiểu. Nói thiệt chứ, bữa nay đó, cái ngày gì đâu á. Sao gì đâu? Bữa nay cũng trưa, mới trưa 30 thôi. Mà trời ơi, tôi lỡ nhà cha năm tôi nhậu á. Rồi sao kể nghe coi. Đánh lộn. Ai đánh lộn? Thằng Hiền. Thằng Hiền? Với ông Thanh đánh lộn. Ông Thanh đánh lộn. Trời ơi, tôi nói mau mà. Tiết canh. Tiết canh, ừ. Tại là quýnh bể đầu ông Năm. Quýnh bể đầu ông Năm chạy tới canh quá trời. Đó đúng rồi. Sao nữa? Trời ơi tôi thấy tôi bỏ nó về liền. Tôi sợ xui. Ôi không dừng bây giờ có người chết bệnh á. Ê tết nhất không được nói chuyện chết. Mày phải nói dùng cái từ là ngủm của tỏi, ngủm cù đeo. Hoặc là xuất cảnh. Hiểu chưa? Xuất cảnh. Ngủm của tỏi. Cái mặt dễ ngủm của tỏi. Mày nói gì mày nói. Mày không được chỉ với mặt tao. Hiểu chưa? Tao kỳ ai chỉ lắm, hiểu không? Này, thôi về nghe em. Tôi còn phải đi nhậu nữa. Đi nhậu nữa. Tôi qua nhà cha Tư tôi nhậu nữa. Tôi nhậu xong đó. Cho mày ngụm củ tỏi luôn, cho mày đi bán muối luôn. Tôi qua thăm ông. Cái gì? Tôi kiểm tra ông có cúng như thế nào. Tao cúng gì kệ tao. Bây giờ đại diện phường. Đại diện khu vực. Đại diện chủ dân phố.
tịch thu cái dĩa này. Cái thằng tớ quốc, trời ơi là trời, cái thằng này nó vô nó làm như nó thôi miên mình vậy, nó vô nó nói một hồi trời ơi, chết rồi mà nín tôi chọt bà loài chồng bây giờ. Bà không được nói chuyện chết, bà phải nói là ngủm cù đeo. Ôi, ngủm cù đeo, tôi nói ông bữa nay là 30 vợ chồng mình cúng giao thừa nhà, mà tại sao ông để cho thằng du viên nó vô nhà lại gia đình mình chết luôn. Nín, trời ơi, tôi không có cho nó vô nhà mà tự nó leo rào nó vô mà. Vậy là Tết Nhật Đinh ơi, mà thằng Du Duyên nó vô nhà mình có nghĩa là mình chết. Mình ngấm cù đeo. Rồi tiết canh cái màu đỏ rồi xui à. Hàng rào, cái dài nhỏ xíu mà cái hàng rào cao dễ sợ, người ta trèo, đứa người ta té. Chú Tư. Ủa trời ơi, anh Bảy. Bữa nay tiệc tùng gì mà dữ dằn kêu qua đây? Ôi tiệc tùng cái gì đâu, tại vì thằng nhỏ ở nhà nó đậu đại học nên làm mâm vậy đó, rồi để nó mời đồ bạn bè tới chúc mừng nó vậy đó mà. Vậy hả? Thôi chúc mừng nha. Con là bảnh quá luôn á. Chứ sao? Vô đại học nhà cửa cũng bảnh bao rồi con lạnh ơi. Trời thương. Hạnh phúc lắm. Mừng cho chú. Anh Bảy ngồi đi anh Bảy. Rồi nha. Có mời ai nữa không? Thì cũng có mấy đứa bạn của nó. Mấy thằng đứng đó hả? Đó, tụi nó đang đón bạn. Bạn nó đó. Ừ. Ai cha. Hồi nãy giờ tôi đi vô á. Sao? Tôi vô tới đây rồi vẫn thằng này nó quá thằng áo xanh á. Cái mặt nó khó ưa quá. Bảy. Hôm nay tôi muốn đưa lên xã quá. Bảy, nó dễ thương lắm á. Nó bạn học chung là học giỏi con nhà nho giáo. Giáo gì? Thằng này móc túi á. Ủa mà sao anh thấy nó móc túi? Tôi thấy rõ ràng nó móc túi. Mà nó móc của ai? Nó móc túi nó. Đó thấy không kìa, nó nhìn coi, nó đang móc đó. Đó. Anh sao khó khăn quá à, túi của nó móc. Anh thắc mắc làm gì? Túi nó còn móc thì túi ai nó chừa. Thôi mệt quá. Thôi cứ ngồi thoải mái nha. Nè, mấy đứa tụi con ơi. Vô đây con, vô. Ai chà. Con chào chú Bảy chú Tư. Này đi đâu đây? Dạ đi chơi. Chơi đúng lúc quá ha. Dạ. Biết gì không? Biết. Nè. Ai kêu tôi đó? Hả? Chú nói gì? Không, tao đâu có dám nói gì mày. Dạ. Sợ quá. Nhà chú Tư đẹp quá chú Tư. Kêu mấy đứa nhỏ vô đi. Mấy đứa nhỏ vô tụi con. Vô mấy cưng. Ừ.
Anh Bảy, ngồi đi anh Bảy. Thôi, để người lớn ta ngồi trước, mình nhỏ từ từ ngồi. Mình nhỏ mà mày ngồi trước vậy bác Bảy giận, bác Bảy không dám ngồi kìa. Trời ơi, cái gì quá vậy trời, khó dữ vậy. Ghế cả đống mà muốn ngồi chỗ nào ngồi chứ có gì đâu mà. Rồi thôi, thích ngồi đâu ngồi đi. Anh Bảy ngồi đi, anh Bảy ngồi đi. Ngồi đi chứ Bảy. Chưa ăn mà đã nhai rồi. Ngồi đây phải không? Ừ. Mình ngồi đây. Ngồi đi tụi con. Gì là vậy? Ngồi bên kia mà. Xin lỗi, anh thích ngồi đó mình ngồi. Được không? Bởi gì? Nãy giờ tụi quê khứa già lắm mày. Sách có câu là gọc bất trác bất thành khí mà nhân bất học bất tri lý. Ủa, nói tiếng gì vậy? Là làm sao? Hiểu, con người có học mới hiểu được. Có học mới hiểu được. Bọn đây không có học nhưng mà đậu đại học. Tức cười. Bác Bảy mày đang nói chữ nho đó. Hiểu không? Thôi sao không giận lọ lên chút nữa mình dùng mấy cái món này trước đi ha. Thôi bây giờ mời cầm đũa nha. Cầm đũa đi, cầm đũa đi. Không, vô ly trước cầm đũa chứ. Quên. Phải rót cho bác Bảy trước nè, thấy không? Bật lửa lên có được không con? Từ từ đi, ăn mấy đồ khô trước đã. Đây anh Bảy đây, dặn mấy kia lên hết trước đi. Nè, rót bên kia đi Bay. Dạ, được rót, không? Rót đi Bay. Rót trọng chưa? Rót rồi, rót rồi. Để ngồi mất công ông nhai nhận. Nhân dân bất học bất chi lý. Rồi, có lửa rồi. Đó. Rồi. Thăm này đi rồi mình dùng đồ khô trước ha, chú Tư. Uống cái này đó rốt là rồi. Phải có cái này chữa lửa mới đã, phải không? Dạ. Có nước đổ phấp á. Đúng rồi. Cảm ơn em. Tôi mới làm cái lẩu nè. À thôi, bây giờ xin mời nha, cầm đũa. Nhìn cái mỏ là biết húp lẩu dữ lắm rồi. Thôi uống. Dạ, vô cái này con. Rồi. Thôi cùng cái đã nha. Rồi, chúc mừng con trai tôi ha. Chúc mừng con đậu đại học nha con. Chúc mừng đậu đại học. Uống mà cũng chốc. Thấy phát quạo. Đã không, đã không? Đã. Cái này mày coi tao nè, ghét lắm. Ồ. Nè, thăm đũa đi. Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Ủa nữa hả? Cái câu này nó đồng nghĩa gì biết không? Nếu mà không ăn là đói bụng, mà hễ ăn là nó sẽ no. Mà bình xanh của tôi á là gì? Thế mà tôi ăn đồ khô trước khi ngậu, tôi phải ăn gà. Mà gà á là tôi chỉ khoái ăn phao câu đó. Gà đâu rồi? Bình xanh ở đây không có gà. Vậy thì bình xanh mình sẽ chơi trước cục thịt. Đó, vậy nè. Đó, thấy không? Khiều ra cái. Tôi giòn cái đầu này tôi ghét quá. Ăn uống không ngon lành. Ngon. Sao vậy? Cái đầu cho cái bờm ngựa. Nó tuổi con ngựa. Rót mày hiếu. Rót đi con. Rót trọng trước đi. À đầy. Rót đầy hả mày? Mày rót đầy, mà đầy uống ngán mày. Rót đầy nói chi vậy? Qua hộp. Thôi bây giờ cũng cái nữa nè, cho nó vui nè. Đó. Rồi chúc mừng vô đại học nè. Vô. Rồi, chúc mừng em nha. Dạ con xin phép mời chú Bảy nha Bảy. Khỏi, dân củ chi ai cầm ly nếu uống. À cha. Dân Sài Gòn ghét ai cầm ly mà uống còn. Chơi là phải chơi vậy. Uống gì chó. Bình xanh là gì? Bình xanh là khi mà mình nhậu là mình thích nhất là ăn heo quay. Đó. Cho nên mình hốt cùng heo quay. Ăn đi tụi con, ăn đi, ăn đi. Trời ơi, tự nhiên ăn đi con. Dĩa heo quay nó làm hết nửa dĩa. Chú Bảy lẩu gần sôi nè chú Bảy ơi. Bình xanh sau khi mình ăn heo quay là mình ăn tới. Đó. Heo kho tàu. Gấp giùm miếng coi.
Trời ơi mỡ. Ừ. Này đúng là chơi thân, biết cái mỡ ăn nó béo. Trời nó béo ngày. Bình xanh. Tới ăn cá lóc là mình khoái nhất là ăn cái ruột cá. Bình xanh tao muốn đá trong mặt mày quá. Ủa làm gì đá mặt người ta? Nhỏ mà mất dạy. Cái gì mất dạy? Tôi để ý thằng này nhiều lần rồi. Sao? Bình xanh đó mày. Mày thấy á, cái chú Tư ngồi đây á, chú còn không dám ăn cái ruột cá, chú là chủ nhà. Ở đây là ai lớn tuổi nhất? Tao còn chưa dám đụng vô mà mày bình xanh mày ăn cái ruột cá hả mày? Thôi thôi hiểu rồi. Thôi trời đất ơi. Ôi. À, đây nè, thèm nè, ăn đi. Đúng rồi, đúng rồi. Để ăn đi đặng bổ chú Bảy ăn đi. Không? Nó đưa bỏ qua chén anh rồi đó. Chú Bảy, rót chú Bảy rồi xong chú Bảy uống miếng ăn cái ruột cá rồi đã ha. Đó. Không có phải là thèm. Không thèm sao mỏ nhai hoài vậy? Cái tặng tao mà chưa không? Rót cho nó bảnh đi. Mày sao mày bớt lại chút xíu giùm nhưng tao. Nhưng mà Bảy biết á là kính lão đắc thọ. Tôi biết. Ừ. Ở trong cái bàn ăn á có nồi ngồi có hướng ông bà người ta dạy vậy. Chứ không phải là thèm. Rồi, kính lão Bảy là đắc thọ mà cọ cọ là ra hồn. Thôi thôi chú Bảy, chú Bảy vô cái đi, chú Bảy làm cái ruột cá rồi đã. Uống cái rồi cho anh vui vẻ lại nè. Vô. Vô đây. Đó, cầm đũa vậy mới vui chứ. Ba cái đồ quỷ này mà thèm khác gì. Trời ơi, à. Ra chợ mua thì đầy nhóc luôn, thèm. À. Này chấm gì vậy? À, chấm vô rượu á. Chấm vô rượu. Ngon lắm anh. Khoái. Đã chứ Bảy. Gì chứ Bảy? Gì vậy anh Bảy? Cái gì vậy anh Bảy? Hả? Bị cái gì? Lửa thôi. Trời trời ơi chết rồi. Này ai làm cá mà lại vô ý mà để cái lưỡi câu trong cái ruột cá để bác Bảy ăn dướng cái lưỡi câu trong hộp của ngọng. Bình xanh, cái này là gọi là bình xanh. Bình xanh là ăn cái ruột cá là phải dướng lưỡi câu. Nè tụi bay đưa bác Bảy đi cấp cứu liền. Đi trời, đỡ bay nặng quá trời quá đất bay ơi. Chạm xá đi được nè. Nam Mỹ đỡ Mỹ nè nhớ nói là mổ sao ngay chỗ cũng hồng, đừng mổ lộn ngay chỗ cái mỏ nghe. Chào cô em gái, cô bé mắt này, bé con nhà ai? Dạ. Dạ con thưa chú, cháu con ông chính, nhà ở xóm trên á, mà chú hỏi chi vậy? Hỏi thăm em có trong chưa, nhà em số mấy, bữa nào mình ghé cái điện tử với bạn nha. Hả? Trời ơi chú lớn, chú nói gì thấy ghê vậy? À, chắc chú này muốn dê tôi nè. Đừng kêu anh bằng chú, anh quá già lắm đâu. Di Đà Phật, dạ. Thổ thần thổ địa ơn trên phù hộ độ trì cho con buôn may bán đắt, dạ. Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô. Trời ơi. Cái gì em lẹ vậy trời? Trời ơi, này tôi cúng bình thường mà tôi đâu phải là cô hồn đâu. Đâu phải rằm tháng 7 đâu mà giật cái lẹ gì vậy trời? Con quân nào? Con quân nào cắt con gà của tao?
Ê cha nội, trời ơi, làm gì giờ đây còn ngồi đây? Ủa? Chết. Uống cà phê chứ làm gì mày? Sáng ha, sáng rồi phải đọc báo rồi đó ha. À chứ sao, rảnh mà. Nhậu không? Nhậu. Giờ này nhậu gì không biết nữa. Trời ơi, Tết nhất bà. Nhậu đi tôi có mồi. Phải không? Mồi dữ luôn. Mồi đâu? Trời ơi, đây nè, đưa anh coi là anh phái được luôn. Gì vậy, gì vậy? Đó nè. Đàng hoàng nha, thành... À. Tên 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 tên. Cô ơi, con gà. Bữa nay là tôi thiệt với anh đó không? Sáng sớm á, mà ngày Tết á là muốn có chuyện gia đình. Sao vậy, sao vậy? Sáng tôi bữa đó mua con gà nhậu. Tôi thèm gà. Vợ tôi nó Tết mắc quá, gà mắc quá. Anh ơi, tôi nói đi phải đi mua con gà cho tao đi nhậu. Rồi bao nhiêu? Đi mua gà 500 ngàn bạc á. Gì? Gà nhiêu đây mà 500 ngàn? Tết ông nội, Tết gà mắc lắm. Đúng bữa rồi. Bữa nay là 30 rồi. Tao, ôi trời, ôi, con gà màu vàng đã ha, không vàng ươm vậy là gà ngon lắm nè. Này có mỏ giống mày quá. Thôi, nói nhiều quá. Nhà có bia không? Có. Đâu vậy được rồi? Bốn lon. Gì? Bốn lon nhậu gì ông nội? Ba Tết nhất gặp nhau rồi vui vẻ cùng ly chúc tụng nhau thôi. Ông ơi, người ta mua con gà 500 ngàn, cái thùng bia đó có bao nhiêu đâu. Bao nhiêu nhưng mà uống vui vẻ được rồi. Thôi được rồi, đem về đi, đem về, ông xé gà ra đi. Rồi, tôi mua thùng bia đem lại. Rồi, tao về tao xé gà nha. Nè, nhớ rồi, báo của chủ quán. Nhớ qua liền nghe không? Qua liền, tôi mua thùng bia nữa. Tao về nghe. Nhớ đem thùng bia nghe. Biết rồi mà, trời tôi mua thùng bia, tôi lo hết cho. Trời ơi, thùng bia có 500 ngàn, gà 500 ngàn, triệu chứ như vậy.